Chào các bạn nhé, đến với kênh YouTube của Hải nhé. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại chợ Xín Chéng các bạn. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ thì nhiệm vụ của Hải sẽ đi ghi hình và chia sẻ để gửi tới quý vị các bạn nhé. Xem chợ ngày hôm nay có đặc điểm gì nổi bật, Hải sẽ quay và gửi tới quý vị các bạn. Và bây giờ thì Hải xin mời các bạn khám phá chợ phiên cùng với Hải và Thắng nhé. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá chợ phiên nhé các bạn nhé. Ở khu vực đằng kia thì Hải thấy là mọi người tụ tập rất là đông. Ở ngoài đấy thì không biết là người ta bán gì. Bây giờ thì mời các bạn đi nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực này Hải thấy là người ta bán những quả lê các bạn, bò đỗ. Đây này, như kiểu chị này đang chọn lê. Thế này lê Tây Lung hả chị? Lê Tây Lung, lê ở Bắc Hà các bạn. Khu vực bán rau nha các bạn nhé. Khu vực người ta bán rau, rau củ quả. Và bên này thì Hải thấy là rất là nhiều lồng gà. Hình như là các bác buôn gà hôm nay là tụ họp ở đây các bạn. Thấy rất là đông. Một lồng, hai lồng, ba lồng. Nhiều lắm các bạn. Còn bên này thì là người ta đang giao dịch đồ thổ cẩm các bạn. Đồ thêu, đồ thổ cẩm. Đấy, những cái quận mà khi mà bà con ở nhà rảnh rỗi, lúc rảnh rỗi thì người ta thêu các bạn. Hoa văn này đẹp không các bạn? Rất là nhiều hoa văn đẹp nhé. Và các hình thù, hình dạng nó khác nhau. Ở bên này này các bạn này, bên này cũng có này. Chợ phiên các bạn, buổi sáng ở khu vực này đông lắm. Hải thấy rất là đông nhé. Người ta mua những cái tấm vải thêu và người ta xem. Đấy, mình thấy là bác này có cái tấm này đẹp lắm các bạn. Ví dụ bác này, ví dụ quần này bao nhiêu tiền bác? Và mấy trăm ạ? 600 ạ? Nó dài đến chục mét không ạ? 5 mét. Đấy, bác thêu đẹp nhỉ. Cái này bác mua hay là bác đi bán ạ? Đi mua về. Mua của bác này về. Cái quần này thì của bác kia các bạn. Và bác này đang xem có hàng có chất lượng hay không, đẹp hay không, và bác mua. Và cái quần này dài khoảng 5 mét. Và nó khoảng 600.000 các bạn. Cái này trong một tháng xong bác? Thêu trong một tháng xong không? Nửa tháng nhỉ? Đẹp đấy nhỉ, đẹp đấy, hoa văn đẹp mà. Rồi kia các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển xuống khu vực dưới này một tí các bạn. Chợ hôm nay đông lắm. Đây chúng ta xuống khu vực này đằng này một tí nhé. Tí nữa chúng ta sẽ vào trong cổng sau, trong chợ sau nhé mọi người nhé. Ở đây thì Hải thấy người ta bán quả dâu da này các bạn này. Đây. Đây, mình xem chùm này nhé các bạn nhé. Đây là dâu da này. Cái này ăn ngọt ngọt rốt rốt ngon lắm các bạn. Cái này 10.000 một túi mà bà. Đây, đẹp nha.
Cái này bán theo bơ à? Bán theo bao nhiêu tiền một cái đầy một ký cốc này? Cũng 10.000 à? À đây. Và xếp vào, ui. Nhà trồng được sao mà nhiều thế? Đây. Mình thấy là có một nửa bao các bạn. Rất là nhiều. Cái này thì ăn ngọt ngọt này, xong rốt rốt chua, ăn ngon lắm các bạn. Quả dâu da. Còn bên này thì Hải thấy là người ta bán như quả dưa các bạn, dưa leo, dưa chuột. Và bên này có cả là dưa tai lê, dưa tai lung các bạn. Đây. Cái quả này là quả gì cô? Không biết à? Cái này là cái củ hay là cái hoa? Hoa chứ. Cái này cái hoa. Cái này thì để xào thịt hoặc là muối như kiểu muối dưa. Nhưng mà hỏi các bác thì các bác này không biết tên là hoa cây gì các bạn. Đây mình cho các bạn xem một tí nhé các bạn nhé. Cho xem một tí nhé. Đây này các bạn này. Đấy. Cái này như kiểu cái lụ hoa to to ấy. Đây. Cái búp hoa các bạn. À, cái này thế bảo là xào thịt, đấy, thái ra xào thịt hoặc là người ta muối như kiểu muối hành ấy các bạn, đấy, ăn. Và cô ấy bắn lê này, đây là lê tai lung nhé các bạn nhé, đấy, lê ở trên vùng cao, lê tai lung. Bao tiền cân cô? Đó. 20 à? 20? 20 à? Vâng, 20.000 một cân. Dưa tai lung, dưa ở trên Bắc Hà nhé các bạn nhé. Cái này thì ăn giòn, ngon, ngọt các bạn. Còn bên này thì người ta bán dưa chuột. Trời thì mới mưa xong các bạn, tạnh rồi, bây giờ thì hửng nắng rồi. Đây những quả là dưa màu vàng này. Đấy, mận này, mận tâm hoa các bạn. Đấy, những quả mận tâm hoa này, mình lấy cho các bạn xem nhé. Này. Ở khu vực này, đằng này thì chủ yếu thì Hải thấy là người ta bán lê thôi. Đấy, những cái quả nhỏ này chắc là 10.000. Đây, dưới này cũng thế đấy các bạn này. Đây, toàn bộ khu vực dưới này là người ta bán lê và có cả rau và những quả dưa rất là to các bạn này. Những quả dưa chuột to. Lê. Đây anh này anh đang xem mà mua các bạn. Rồi ok các bạn nhé. Bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên trong chợ để quay chia sẻ cho mọi người nhé. May quá các bạn. Thời tiết thì sáng nay mưa to, nhưng mà bây giờ thì mới tạnh xong và trời bắt đầu hừng nắng. Bà con thì ra chợ ngày càng một đông các bạn. Ở bên này thì Hải thấy là khu vực người ta cũng bán dưa nhiều. Ở đây có hàng gì đặc biệt không nhỉ? Ôi đây con gì đấy? Con ve à? Mình xem đây. Ôi. Đây con ve các bạn ạ. Con ve con gì đây? Ồ. Cái này thì nó khô rồi bạn, nó nhẹ lắm. Cái này chắc là để chữa bệnh cô nhỉ? Xác ve, đây có xác ve. Ô cái ruột người ta mổ rồi sao ấy đây này? Có thấy lốt mổ này? Con nào cũng mổ. À hiểu rồi. À nó kiểu nó lột xác nhỉ? À cái này là xác của con ve chứ không phải là hẳn con ve trong này các bạn nhé. Là có nghĩa là cái này nó lột xác rồi. Chắc cả túi này chắc được một cân thôi nhỉ? Không mấy lạc này. Không biết là chữa bệnh gì, tí mình hỏi cho bạn xem. Ở bên đây. Bên này có cả tóc nhưng mà không biết là cái tóc hay là cái gì. Mình ra bên này mình quay kỹ cho mọi người xem nhé.
ở trên vùng cao thì nhiều cái hay lắm các bạn. Ở đây bác có gì đây? À không có gì. Đây bác có cái gì đây? À cái con này là con bọ xít ở trên, phải con bọ xít không nhỉ? Mình nhìn không rõ các bạn. Con bọ xít ở trên cây bí sao ấy? Phải không bác? À cái đấy để chữa bệnh à bác? Mua về để làm gì? À. À, mình thấy là người ta giao dịch những con bọ xít ở trên cái bí. Con bọ xít màu đen đen các bạn. Đấy, mùa này là đúng là mùa lê. Ở đâu mình thấy là người ta bày những quả lê các bạn. Còn đây là những cái chày cái cối bằng gỗ này. Mua hạt dổi không? Có ấy hạt dổi mà. Bác có cả cối hạt dổi đấy, thơm. Mùi hạt dổi luôn, đúng cây hạt dổi. Cái đấy to nhất đấy, cái đấy mấy trăm bác? Hơn 200. Đấy là cả cối và cả chày. Cối gỗ, chày gỗ các bạn. Lê này các bạn này, mùa này mùa lê. Mình thấy là nhiều lê lắm. Khu vực nào mình thấy là các bác bán lê. Lê ở đây là bà con trồng được mang đi bán nha các bạn nhé. Đấy, nhà thì có 5-6 cây hoặc là có nhiều, có cả vườn. Cái này nó chỉ mua hết quả thôi. Không có mẹ hay như nào. Ở đây thì mình bắt gặp kênh Bếp Trên Bản đi quay chợ phiên các bạn. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ đi sâu vào trong chợ để quay chia sẻ cho mọi người. Đấy, khu vực rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ đi sâu vào bên trong các bạn. Ở đây là cô bán gì đây? À mận các bạn. Ở đây là mận mận này mận gì nhỉ? Tím ngắt này các bạn ơi, đen chuỗi. Quả nó màu đen xì các bạn. Mận này tên là gì đấy? Mận đen á? À vỏ đen trong màu vàng. Hay nhỉ? Đây này các bạn ơi, nhìn nó đen chuỗi luôn này. Quả này chín rồi nhá các bạn nhá, mình thấy là nó chín chín rồi. Khoảng bao nhiêu tiền một cân cậu? 10.000 một cân nhỉ? Màu đen. Đấy, tí về mình xem các bạn. Đấy, bác ấy đang bán là 10.000 một cân. Mình cứ tưởng là mật máu chó, không biết là phải hay không, nhưng mà thấy vỏ nó màu đen và bên trong lõi nó màu vàng. Đấy. Mọi người đi chợ rất là đông nhá. Bây giờ thì thời kỳ nghỉ hè nữa. Học sinh đi cũng đi chợ các bạn, rất là đông, đi cùng đi chơi, có khả năng là đi chơi mình và hoặc là đi cùng ông bà cha mẹ. Rồi ok các bạn nhá, chúng ta đã đến
khu vực chợ Xin Chén rồi, cổng Xin Chén các bạn. Đấy các bạn thấy biển cổng này, chợ xã Xin Chén. Đây là chợ diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần và cứ một tuần có một phiên các bạn. Vì vậy mọi người đi chợ khá là đông. Chợ này là chợ giữa tuần các bạn, vì nó diễn ra vào thứ tư. Đấy, khu vực người ta bán bánh rồi bán xôi và bánh rán các bạn. Đấy, bánh rán nhé các bạn nhé, xúc xích, xôi. Đây là bán bánh bao. Cái cây này làm cây màu đây các bạn. Cái cây là cây lá màu làm cho xôi, không biết là màu gì. Cái màu đỏ chị? Cái này là làm cho là màu đỏ các bạn. Bây giờ thì đa số là người ta làm từ những cái lá hoặc là những cái củ quả, như quả gốc thì màu đỏ. Ví dụ làm xôi thì cái này là màu đỏ nhỉ bà nhỉ. Bà cho cháu à? cái đấy 5.000 thôi nhỉ. Vâng, tí cháu về cho lấy, giờ đi quay đã. Vâng, tí giờ không cầm được đâu. Đây là bánh khúc hay bánh gì bà? Bánh đen á? Nhưng mà tên là bánh gì ạ? Không, là bánh dày hay là bánh khúc hay là bánh gì? Dạ. Không hiểu. Bà bán bánh ở cổng chợ các bạn. Đây, khu vực người ta bánh bánh rán này. Vâng. 10.000 6 cái. 7 cái ạ, được khuyến mại một cái. Vâng, khu vực bánh rán các bạn. Vâng. Đấy, rồi ok các bạn nhé. Chúng ta rời khu vực hàng bánh rán. Chúng ta sẽ di chuyển xuống khu vực dưới này một tí. Ở bên kia thì mùa này là mùa mít chín nữa các bạn. Mình thấy là ở đây thì người ta bán mít này, dứa này. Đấy, khu vực bên này bán hoa quả xoài này, rất là nhiều. Đấy, còn bên này thì những cái quán cắt tóc di động các bạn. Đấy, bên này thì chổi này, nhiều chổi chưa? Chổi quét nhà các bạn. Hình như là cái bông này là bông cao lương sao nhỉ? Có phải là cây cao lương không bà? Cái bông này này. Mình hôm nọ mình nhớ nhưng mà mình lại quên rồi. Đã. Cái này là làm từ bông gì ấy bà? Nhưng mà nó bông nó cái bông nó tên là gì ạ? Chim bâu á? Vâng. Không, mình ý mình hỏi là cái cây bông này là làm từ cây bông bông gì nhỉ? Mình lại quên rồi. Hôm nọ mình nhớ nhưng mà mình lại quên rồi. 50.000 à? Hay 40.000? 50.000 một cái chổi bạn. Mình ký hiệu bằng tay và chị giơ ra 50.000. 50.000 một cái chổi. Đây, bác này chị đang mua. Anh biết bông này là bông cái gì, cây gì không anh? Cái bông này người ta trồng chuyên để làm chổi đấy. Nhưng mà bông tên là gì nhỉ? Hôm nọ em nhớ lại quên rồi. Bây giờ là mình quên rồi các bạn. Đi học cứ gió chiêm vào. Mấy chục, cái này 50 à? 50 à. 50 một bông đấy các bạn. Đấy, khu vực ở người ta bán gà nhé. Gà.
đây người ta bán lê này các bạn ơi. Ở đây là người ta bán cả dây thừng này các bạn, cả thớt này và cả cái sàng, cái đấy gọi là cái sàng lê. À, rồi ok các bạn nhé, chúng ta rời khu vực người ta bán bánh rán rồi xúc xích hoa quả. Đấy, chúng ta đến khu vực người ta bán chợ gia súc các bạn. Ở đây thì người ta bán chó, bán lợn. Đây này, người ta đang giao dịch ở đây này các bạn này. Đấy, ở đây thì Hải thấy là có rất là nhiều chó con các bạn. Chó mang về nuôi đấy. Và những con chó ở đây thì thường thường nó rơi vào tầm 300.000, 200.000 hoặc 5, 6, 700.000 có, tùy vào từng con các bạn. Ở kia có một con gà trọi, nai trọi sao ấy. À, như anh này có hai con này. Hai con to nhỉ? Ui, con này nó to chưa? Con này đến triệu không anh? 1 triệu à? Hơn triệu một tí, chắc triệu 1, triệu 2. Con này giống to nhỉ? Đây, giống nó rất là to nhé. Xem đốm nữa à, không đốm nữa các bạn. Chó xù, con này béo to. Chắc là tương lai giống con này là to các bạn. Con nhỏ này bao tiền anh? 600 à. Nó đang nằm ở trong sọt các bạn. Đấy, cũng to phết chứ không phải bé đâu. Đấy, hai con này giống to các bạn. Đấy, con kia tay vảnh kìa. Còn mấy anh này thì tai cúp. Ồ, con kia nhỏ nhỉ. Con trắng nó bao nhiêu tiền đấy chị? Con này 250. Bé nhỉ. Bé như chó cảnh ấy các bạn. Đấy, con đấy là bạn ấy đang ra bán 250. Nói chung là khu vực ở này thì người ta bán chó thì từ 250 đổ lên đến khoảng hơn 1 triệu các bạn. Nó tùy theo con. Còn chúng ta tiếp theo đó là chúng ta đến khu vực chợ lợn các bạn ơi. Khu vực người ta bán chợ gia súc. Đó là những con lợn đen, lợn mông, lợn bản. Và ở đây thì Hải thấy là người ta cho vào những cái bao. Và sau đó thì người ta sẽ đục một cái lỗ để cho nó thở các bạn. Mùa hè mà thì thời tiết nó nắng nên người ta phải đục cái lỗ ở cái đầu bao ra các bạn. Đây này các bạn này. Đây này, các bạn thấy chưa? Ở đây thì các bạn mua lợn thì các bạn có thể xem. Đấy, lúc nào ưng thì chúng ta mua. Khu vực này đầy, khu rất nhiều các bạn. Khu vực đường này chủ yếu là người ta không cho vào bao nữa, mà người ta buộc cái dây thừng vào vai con lợn.
Đấy, như thế này thì chọn rất là dễ này các bạn này. Thì là chúng ta không phải thả, không phải cho vào bao. Tha hồ chọn. Tầm này thì bao tiền một con cô? Chiều 2 một con. Ở đây thì khu vực này người ta buộc dây, khu vực kia thì cô có đi chợ Mường Khương không? À, hình như là mấy cô nào ở chợ Mường Khương về hết nhỉ? Vì dân ở đây là ít thấy là người ta buộc cái dây. Ở Mường Khương thì hay buộc dây. Đấy, khu vực chợ gia súc nhá, chợ lợn nhá các bạn nhá. À, người ta bán những con lợn đen, lợn bản. Đấy, các bạn mua thì có thể là mua về làm lợn giống hoặc là mua về quay các bạn. Đấy, những cái con mà trên một yến là quay được rồi. Tầm 12 cân là có thể là quay được rồi. Bây giờ thì Hải sẽ đi vào bên sâu ở bên trong để chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh ở trên chợ phiên ở vùng cao. Đặc biệt đó là chợ Xín Chén nhé các bạn nhé. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán những cái chảo thắng cố rất là to các bạn. Đấy. Chảo có thể là nấu thắng cố hoặc là có thể là nấu cho nấu cắm lợn. Đấy, nói chung là sử dụng được rất vào rất là nhiều việc các bạn. Còn bên này thì chủ yếu là người ta bán những cái mặt hàng hạt giống, hạt ngô giống, rồi hạt thóc, rồi thuốc trừ sâu và những hạt rau các bạn, hạt bí rất là nhiều. Ở khu vực này chủ yếu là các chị em phụ nữ, các bà, các cô hay đi là nhiều. Chủ yếu là người ta đi chọn hạt giống để mua về trồng các bạn. Thôi, chúng ta lại lạc đến khu vực hàng giao phát. Đây, giao phát này. Giao để phát cỏ, bờ muông, bờ ruộng. Rồi những cái cào để dẫy cỏ vườn, cỏ đôi. Đây, giao dựa này các bạn này. Rất là đầm tay nhé. Lặng các bạn. Đấy, đây là giao phát này các bạn này. Ôi, ở đây nhiều người thế. Ờ, đây là những cái khung thêu, vải thêu các bạn. Vải người ta thêu hoa văn vào đây này. Đấy, cô ấy mua 2 cuộn.
Cái này mấy tiền một cuộn? Cuộn như thế? Cuộn này là 20.000 một cuộn. À, 20.000 một cuộn. Tạnh rồi, tạnh rồi, đang nắng rồi. Ở đây là những cái khung thêu nhé cả nhà nhé. Và đây là những cuộn len này các bạn này. Đấy, thêu thành hình như này này. Đấy. Sáng anh có ra ngoài kia mua không? Có ra à, chứ. Kiểu mình đây này. À, hình này. Đấy, người ta thêu hoa văn này các bạn này. Đẹp không? Cái này thì chúng ta có thể lắp ráp lên những cái trang phục. Đấy, váy hoặc là túi thổ cẩm. Đấy, để đây quảng cáo luôn này các bạn. Đấy. Ở khu vực này chủ yếu là dành cho các chị em phụ nữ, các cô đang đi chọn những khung thêu các bạn. Hình như là mình thấy là chị đang chọn màu len để về thêu. Len đây thì nhiều màu lắm, đủ các loại màu, xanh, đỏ, tím, vàng, có hết. Đây là chủ yếu là khu vực người ta bán đồ thổ cẩm các bạn. Những cái váy rồi những cái điệu. Ở trên này là những cái điệu nha các bạn nhé. Rất là nhiều màu sắc này. Và giá tiền thì nó cũng khác nhau. Ở chợ này rất là đông nhá. Mình thấy là các thanh niên cũng như là người các cô, các chú cũng như là một số người du lịch người ta cũng đi chơi rất là nhiều. Đấy, khu vực hàng phở các bạn, ở đây thì chủ yếu là người ta ăn phở này, rồi ăn mèn mén này. Đây là cái gì đây? Đây là cơm các bạn. Còn đây là mèn mén này. Cơm trộn mèn mén các bạn.
những đứa trẻ các bạn, những đứa trẻ được bố mẹ hoặc là ông bà thì đưa đi chợ chơi và ăn phở. Chân giò luộc, giòi, rồi các bạn. Ở đây thì đa số là người ta sử dụng thịt lợn đen nhé. Ở đây là đỗ tương các bạn, thì đỗ tương đong theo cái bơ và 20-25 cô, 20 là 25, à 1 cân 25.000 các bạn. Đây là đỗ tương nhá, người ta đang giao dịch đỗ tương các bạn. Ở khu vực đằng này thì Hải thấy nhiều lắm, rất là nhiều như các bạn nhé. Những cái người ta bán chủ yếu là đỗ tương thôi. Đấy, cứ từ 20.000 đến 25.000 các bạn. Hầu như là ai cũng có đỗ tương. Tàn đỗ tương đây các bạn ơi. Đây, bác này cũng đang mua đỗ tương. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở trong chợ Xin Tráng các bạn. Nói chung là chợ thì khá là rộng, được xây dựng rất là khang trang, sạch sẽ. Và phân ra từng khu, khu người ta bán chợ lợn, khu bán thịt lợn và khu ẩm thực và khu hàng rau. Ví dụ như đây là khu vực hàng rau các bạn. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán khá là nhiều đồ. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người một tí nhé.
Ở đây thì Hải thấy là bà bán củ kiệu này các bạn ơi. Đấy, củ kiệu. Và đây thì có cả sâm đương quy các bạn ơi. Đây. Cháu xem một tí bà nhá. Đây này. Đây là sâm đương quy các bạn ơi. Thơm lắm, đứng từ xa ngửi mùi rất là thơm các bạn. Những loại cây nhỏ này thì là các bạn có thể là mua về để nấu ăn thôi. Còn củ to hơn một tí nữa thì chúng ta có thể là để ngâm rượu các bạn. Còn nhỏ nhỏ này mình nghĩ là chỉ để xào thịt hoặc là cho vào nồi lẩu để ăn. Đấy, thơm, thật sự là rất là thơm. Đấy, bên này thì người ta bán còn nhiều đồ nữa các bạn. Ở đây thì Hải thấy là nhiều người ta bày những quả cà tím ấy các bạn. Đây này, cà tím rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên này một tí nhé, để quay cho các bạn. Đây là khu vực người ta bán cà tím rất là nhiều. Cà ớt nữa các bạn. Ớt thì cứ 10.000 một đống. Cà tím này rất là nhiều. Đấy, những quả dưa các bạn. Đỗ này, đỗ tím này các bạn này. Đấy, cứ 10.000 một bó. Ở đây thì trong lúc rảnh rỗi thì các bà các cô có thể là để thêu. Đấy, thêu những cái đồ thổ cẩm các bạn. Đấy, ví dụ như là bác này đang thêu này. Khu vực người ta bán rượu ngô các bạn. Hình như là bác này bác đang mua rượu ngô. Rượu ngô ở đây thì cứ 20.000 một lít cả nhà nhé. Rượu ngô thì uống nó lặng một tí nhưng mà nó không đau đầu và nó rất là thơm. Rồi ok các bạn, chúng ta vừa đi ở trên khu vực ẩm thực các bạn. Bây giờ thì chúng ta chuyển tiếp tục đó là đến khu vực chợ gia súc, đó là khu vực chợ trâu. Ở đây thì có mấy con trâu to này. Chợ Xin Chén thì so với chợ Bắc Hà thì hoặc là chợ Công Nghi thì ở đây thì ít trâu hơn. Hải sẽ quay cho bạn một số hình ảnh con trâu ở trên chợ phiên nhé các bạn nhé. Đây, một em trâu, con này không biết là con cái con đực đây. Con này chắc là con cái các bạn. Ở bên kia cũng có một con to kìa. Và khu vực ở đằng kia thì người ta đang treo những con chim mi. Đấy, chim cảnh các bạn. Chim họ mi. Có cả chim mộc và chim người ta mang ra để cho nó mạnh bạo dần, gọi là cho nó giao lưu ấy. Ôi, đây có một con trâu này các bạn ơi. Một em trâu đực khá là to.
Đây, con này to chưa? Và con này nó cao khoảng 1m36 và nặng khoảng 6 tạ các bạn. Rất là khỏe, cao ráo, đẹp. Không biết là người ta đang bán bao nhiêu con này, mình đang đoán là nó phải rơi vào tầm tầm 45 triệu các bạn. Một em trâu đực to. Ở đây giá trâu bây giờ thì nó cũng không được cao các bạn. Nó chỉ rơi vào 60 đến 70. Đây là giá dòng trâu thịt các bạn. Đây là giá hơi dòng trâu thịt. Ở đây Hải thấy cũng có một con to này. Con này đang ngứa sừng các bạn. Nó đang gãi gãi đây này. Con này thì cổ chưa lên mấy các bạn. Có một số con thì cổ lên u rất là to, ví dụ như con vừa nãy. Con vừa nãy thì chúng ta xem thì cổ nó lên rất là to, còn con này thì cổ nhỏ. Con này chỉ được cái cao thôi các bạn. Và nó cao khoảng 1m36-37 đấy, cũng khá là cao. Nhưng bụng to các bạn, không biết là con này con trâu đực nhé. Đấy, bụng to nhưng mà cổ nó chưa lên. Còn khu vực bên này thì chủ yếu là người ta đang giao lưu chim mi các bạn. Đây là rất là nhiều chim mi. Ở trên này đa số là chim mi là nhiều thôi. Đây này. Đấy. Người ta để đây để cho nó chim, cho nó bạo dần ấy các bạn. Cho nó giao lưu, nó bạo dần. Xem có con nào hót mình quay cho bạn xem nhé. Và đôi khi là người ta mang chim đến đây không nhất thiết phải bán các bạn, mà người ta mang ra đây để giao lưu cho nó thuần. Rất là nhiều các bạn. Con nào, ôi con kia hót ác chưa. Con này hot ác này các bạn này. Con này đẹp này. Người to. Đây xì cho nó khoát ngay mà. Ở đây này các bạn này, nhìn thấy chưa, nhiều chưa. Đấy, mỗi ô có một con nha các bạn nhé. Và chim đây thì đa số là chim mọc thôi. Người ta mới bắt về ấy. Và để một thời gian thì nó sẽ thuần. Và giá bình quân thì nó rơi vào tầm 1,7 triệu đến 2 triệu, trên 2 triệu một con. Mấy con này rụng hết lông đầu rồi các bạn.
Chợ rất là đông nhé các bạn nhé, chủ yếu là các bác lam thôi. Khu vực dành cho các đống mày râu các bạn. Và người ta đi đi chơi, đi xem. Không biết anh này có đồ gì cho chim đây. Cái này bán thức ăn cho chim mà anh? Đến muộn thế, giờ mới đến. Nhà có nuôi không anh? Nhà anh có. Tưởng chỉ bán đây không nuôi. Cho cả nhà ăn rồi. À. Chim ở nhà nó phải ăn. Đây là những cái cám chim cho chim ăn các bạn. Đấy có cả sâu luôn kìa. Ví dụ bịch này bao nhiêu tiền nữa? Bịch này 90.000. À 90.000. Một con thì ăn tầm nó, nhưng mà ăn phải nhiều loại chứ không phải ăn riêng riêng loại đấy đâu nhỉ? Thì nó chia làm cám họa mi mộc với lại lại chia cả cám mộc và cám thuần rồi nhỉ? Loại thuần, mót phải chiến. Nửa cân các bạn, nửa cân. Đấy, biểu tượng chim mi. Đấy, chơi chim là đâu phải là nguyên con chim đâu các bạn, phải đầu tư cám này. Rồi lồng này, và khi nó hot thì phải cám loại nào, rất là nhiều. Đây là chắc là loại thi đấu đây các bạn, thấy nó mổ nhau này. Biểu tượng thi đấu. Anh ấy vừa đến đây để bày ra. Vì sáng nay nó mưa các bạn nên chắc là đi hơi muộn. Rồi ok các bạn nhá, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ gia súc, đặc biệt là khu vực chợ chim. Đấy, ở đây thì đa số là các bác chơi chim mi là chính thôi. Đây là cám chim mi này các bạn này. Ở đây thì Hải thấy là có cả cào cào. Đây. Ôi loại này nhiều thế. Đây. Nọ này chắc là phải 20.000 một nọ đấy nhỉ. Đây, rất là nhiều các bạn. Cái này cũng để cho chim ăn nhé các bạn nhé. Cái này là có chất tanh, chim nó hay hót các bạn. Đây nọ nữa này. Ở bên kia thì có cả điếu cày. Trời này hết mưa rồi chứ. Nắng vỡ đầu đến nơi rồi. Lúc sáng nó mưa, giờ nó nắng các bạn. Đấy, khu vực các bác để chim cho nó thuần, cho nó gọi là giao lưu tiếng hót các bạn. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của Hải thì xin kết thúc ở đây các bạn. Hẹn mọi người vào video sau nhé, chúng ta sẽ gặp nhau. Còn và bây giờ thì xin tạm biệt các bạn.